Chào mừng các bạn đến với kênh PDN IGNE Channel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn quá trình sửa máy phát điện lưu động chạy xăng, ban khởi động động cơ, tình trạng máy giật hoài không nổ, có tiếng kêu xỉnh xịch. Có 3 nguyên nhân chính, đó là bộ phận đánh lửa, bộ phận nhiên liệu, bộ phận động cơ. Máy thực tế hôm nay kiểm tra hệ thống đánh lửa còn hoạt động tốt, ta tiến hành kiểm tra và xử lý bộ phận nhiên liệu. Kiểm tra nhiên liệu còn, khóa xăng tốt, xả bình xăng còn, xăng còn xuống đầy đủ. Bộ phận cấp nhiên liệu còn hoạt động tốt, máy giật vẫn không chạy, có tiếng nổ bục bục phát lửa ngay cửa bình xăng con. Có thể nguyên nhân do nghẹt bình xăng con chế hỏa khí không đều. Ta tháo bình xăng con ra khỏi máy, vệ sinh các chi tiết của bình xăng như kim chia xăng, phễu chứa xăng, cửa lấy khí, ca xăng.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, lắp vào khởi động lại, máy đã chạy ok, ta loại trừ nguyên nhân động cơ. Chúc các bạn thực thành công, hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Bình luận trao đổi học hỏi thêm.